Hello, xin chào mọi người đã quay trở lại với Đồ Gỗ Hiền Lành. Hôm nay là buổi sáng của ngày 13 tháng 3. Thì cơ sở đồ gỗ Hiền Lành lại tiếp tục làm clip giới thiệu tới quý vị trên toàn quốc một mẫu sản phẩm nữa là bộ bàn ghế trường kỷ gỗ gụ loại đại. Loại đại thì chúng tôi làm dài là 2,17 m. Đây là thông số chiếc ghế dài. Sâu là 55 khuôn mặt và sâu phủ bì là sâu 61. Để cho quý vị nắm được cái diện tích kê không gian phòng khách hoặc là phòng ăn để quý vị có thể tham khảo. Toàn bộ phần ván là chúng tôi làm dày 2 phân. Ván mặt là dày 2 phân, còn ván vách chúng tôi làm dày 4 phân. Đục hai mặt, mặt trước chúng tôi đục tứ quý, mặt sau chúng tôi đục oval. Toàn bộ phần truyện là chúng tôi làm truyện ngũ phúc lộng thủng. Thì bên cạnh những bộ trường kỷ gỗ gụ đại thì chúng tôi có làm những bộ trường kỷ gỗ gụ loại trung. Loại trung là dài 2,02 m. Có bộ chúng tôi làm dài 2,05 m tùy từng bộ. Bộ trường kế này là đơn đặt hàng của khách hàng ở Thanh Hóa, thì chúng tôi đang đi vào hoàn thiện để bàn giao cho anh đây trong thời gian sớm nhất có thể. Thì quý vị nào muốn sở hữu bộ trường kế gỗ gụ loại đại 2,17 m thì liên hệ ngay tới Đồ Gỗ Hiền Lanh qua hai số điện thoại là 0986 883349 hoặc 0985 226684. Chúng tôi ở làng nghề gỗ Mỹ Nghệ La Xuyên, xã Yên Ninh, huyện Ý Yên, tỉnh Nam Định. Thông số của chiếc ghế dài là dài 2,17 m, sâu 55 là chúng tôi tính ở phần khuôn mặt. Còn nếu sâu phủ bì là sâu 61, chúng tôi nhắc lại để cho quý vị nắm được. Và chiếc bàn là chúng tôi làm dài 1,27 m và rộng 55. Trường kế là chúng tôi đục lòng chảo tứ quý và vách giữa là chúng tôi đục sen cò. Toàn bộ phần vách chúng tôi làm dày 4 phân và trước phần tay quý vị đây là có xoáy ốc để quý vị tiện theo dõi. Phần bệ là chúng tôi làm bệ ngũ phúc kim tiền. Ngũ phúc tức là đục chạm 5 chú rơi đấy. Bên cạnh những bộ trường kỷ gỗ gụ này thì chúng tôi còn rất nhiều những bộ trường kỷ gỗ hương đá này, gỗ cẩm lai, gỗ gõ đỏ, thì quý vị có thể chọn một trong số những loại gỗ đó để chúng đặt hàng chúng tôi có thể thi công cho quý vị. Vâng, quý vị hãy đăng ký kênh để ủng hộ cơ sở để cập nhật những video mới nhất mà chúng tôi đưa lên. Thì trung bình một ngày chúng tôi tải từ 2 đến 4 video thì quý vị có thể theo dõi được. Đợt này chúng tôi ra rất nhiều những mẫu bàn ghế phòng khách cũng như là bàn ghế phòng ăn. Chúng tôi luôn luôn cải tiến mẫu. Và chúng ta cùng chiêm ngưỡng chiếc bàn đây. Chiếc bàn này chúng tôi cũng đục ngũ phúc. Và phía dưới phần để chân là chúng tôi có làm thang. Kích thước thì lúc nãy cũng tôi cũng báo rồi, là dài 1,27 m, sâu là rộng 55. Phần ván mặt chúng tôi làm dày 2 phân. Và phần ván đỡ phía dưới là chúng tôi làm phân rưỡi để cho quý vị nắm rõ nhé. Quý vị có thể chụp màn hình gửi qua Zalo 0986 883349. Quý vị ưng mẫu nào thì quý vị có thể gửi qua Zalo hoặc truy cập vào Facebook Đồ Gỗ Hiền Lanh hoặc qua website là nội thất la xuyên.com. Đây, chúng tôi quay phần ngang cho quý vị xem đây. Được đục chạm rất là tỉ mỉ. Một bộ này là bộ gồm 3 món, hai ghế dài và một bàn. Thì quý vị nào muốn lấy thêm đôn đầu bàn thì quý vị có thể đặt riêng. Đôn đầu bàn này có thể để phích hoặc là để nồi cơm, đó là tùy sở thích của mỗi người. Bộ này là chúng tôi đã bán về Thanh Hóa rồi. Chúng tôi đang còn rất nhiều bộ như này thì quý vị có thể đặt hàng sớm thì chúng tôi có thể hoàn thiện và bàn giao kịp cho quý khách. Quý khách có thể liên hệ tới 0986 883349 thì chúng tôi tư vấn miễn phí cho quý vị. Vâng, vậy hẹn gặp lại quý vị trong các clip tiếp theo. Quý vị hãy nhớ đăng ký kênh để ủng hộ cơ sở.